Ba nhà tiên tri lớn dự đoán thảm họa kinh hoàng và vận mệnh thế giới năm 2024. Chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình của Đông Tây Kim Cổ. Quý khán thính giả thân mến, năm 2024 vừa mới đến sẽ như thế nào? Vào cuối hoặc đầu mỗi năm, các nhà phân tích có xu hướng nói về các tiên tri. Và nhà ngoại cảm người Anh Parker có thói quen đưa ra dự đoán về những sự kiện lớn xảy ra trong năm mới. Cuối năm 2023, ông đã đưa ra dự đoán lớn về tương lai toàn cầu, bao gồm Trung Quốc sẽ chia thành các nước nhỏ, Ấn Độ trỗi dậy, chiến tranh Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, v.v. Mới đây nhất, đoạn video mới của nhà tiên tri người Anh Greg Hamilton Parker đã được lan truyền trên Internet. Ông Parker nói rằng Thế chiến thứ ba kỳ thực đã bắt đầu. Có thực sự như vậy không? Chúng ta hãy xem qua một số dự đoán của ông cho năm nay. Châu Âu. Ông Parker trước tiên dự đoán về châu Âu. Ông cho rằng sau năm 2024 vẫn sẽ có một lượng lớn người nhập cư vào châu Âu. Điều này sẽ gây ra tình trạng bất ổn xã hội ở châu Âu. Vấn đề nhập cư vẫn là tin tức chủ đạo năm 2024 và những năm sau, cho đến khi châu Âu thay đổi chính sách, cho phép tự do nhập cư. Do đó, sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ hơn trong chính sách và sẽ chuyển dịch theo hướng phục hồi các giá trị truyền thống. Thêm vào đó là viễn cảnh bạo lực đường phố xảy ra nhiều hơn trong khắp châu Âu. Chủ nghĩa đa văn hóa ở Pháp và Đức được coi là thất bại. Thụy Điển đôi khi rơi vào tình trạng hỗn loạn vô chính phủ hoàn toàn. Vào năm 2024, chủ nghĩa khủng bố sẽ gia tăng ở châu Âu, luật pháp và trật tự sẽ bị phá vỡ ở một số khu vực của Pháp, Thụy Điển và Đức là những nơi sẽ bị khủng bố tấn công. Về lâu dài, châu Âu sẽ tan rã, những điều đó không nhất thiết xảy ra vào năm 2024. Cuối cùng sẽ thành Liên minh Phương Đông do Đức làm trung tâm, Liên minh Phương Tây do Pháp làm trung tâm và Liên hợp Bắc Âu. Nền kinh tế châu Âu sẽ tiếp tục suy giảm vào năm 2024, các đồng tiền châu Âu sẽ suy yếu. Trung Quốc. Đối với Trung Quốc, ông Parker đã dự đoán rằng thị trường bất động sản Trung Quốc sẽ sụp đổ nghiêm trọng, nền kinh tế Trung Quốc suy thoái và sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới. Ông nhận thấy nền kinh tế của nhiều quốc gia sẽ phải đối mặt với những thời điểm khá khó khăn trong tương lai, đặc biệt là khi nhiều vụ tham nhũng chính trị liên quan đến Trung Quốc đã bị vạch trần, liên quan đến hối lộ ở châu Âu, Canada, Úc, châu Phi và những nơi khác, bao gồm cả Thủ tướng Canada Trudeau và Tổng thống Mỹ Biden cũng có liên quan. Và tất cả những điều này sẽ bị vạch trần. Ông Tập Cận Bình bị bệnh, tình trạng nguy kịch của ông ấy được giấu kín. Sẽ có một cuộc cách mạng thứ hai ở Trung Quốc, mà ông Parker cho rằng có liên quan đến căn bệnh của ông Tập Cận Bình. Nhưng bất đồng trong Đảng Cộng sản Trung Quốc cuối cùng có thể gây ra tình trạng bất ổn, đủ để lật đổ ông Tập. Nhưng ông Parker không nghĩ rằng ông Tập sẽ qua đời. Chiến tranh trong thời đại Internet. Nói về hình thức của cuộc chiến mà ông Parker cho rằng là thế chiến thứ ba, nó có thể khác với những gì mọi người tưởng tượng, bởi vì bây giờ là thời đại Internet. Parker cho biết, mạng xã hội cũng có thể trở thành chiến trường vì ảnh hưởng càng ngày càng lớn của Internet đối với con người. Cuộc chiến tranh này có thể là một cuộc chiến tâm lý, có kẻ đứng sau hậu trường thông qua Internet để thao túng tâm lý con người, cũng có thể nói là chiến tranh ngầm. Loại chiến tranh này cũng có khả năng xảy ra trong ngành ngân hàng. Parker cho biết, ông cảm thấy một cuộc tấn công mạng quy mô lớn đã bắt đầu nhắm vào mạng lưới của các ngân hàng. Thông tin cá nhân của khách có thể bị đánh cắp và tin tặc có thể truy cập vào tài khoản của bạn để rút tiền. Kẻ chủ mưu đằng sau việc này rất có khả năng là Triều Tiên. Ông cũng nhận thấy vấn đề làn sóng di dân nhập cư ở châu Âu và Mỹ tạo thành nội loạn. Chiến loạn ở Trung Quốc đã lâu, rất nhiều người đành phải ly hương. Nhưng những quốc gia Ả Rập giàu có không chào đón di dân, và Nga ở phía Bắc cũng vậy. Vậy những di dân đó sẽ đi đâu? Châu Âu. Như đã phân tích bên trên, châu Âu đã tràn ngập di dân trong những năm qua. Điều tương tự cũng đúng trên khắp đại dương ở Mỹ, vì tình trạng bất ổn ở các quốc gia Nam Mỹ, Hoa Kỳ cũng đang phải đối mặt với làn sóng di dân ở Nam Mỹ gia tăng. Tình trạng bất ổn xã hội do việc này gây ra cũng liên quan đến Thế chiến thứ ba. Tại sao? Bởi sự tràn vào của một lượng lớn nhân khẩu vào xã hội sẽ khiến cộng đồng ổn định ban đầu trở nên bất ổn,
kích phát mâu thuẫn giữa người với người, rất dễ tạo ra sự chia rẽ. Iran là một thùng thuốc súng. Nhưng có một điều tương đối rõ ràng, Iran là một thùng thuốc súng. Parker cho rằng Israel khẳng định sẽ tấn công Iran vì Iran là nước hỗ trợ tài chính cho Hamas. Hamas là một tổ chức Hồi giáo cực đoan đang gây rắc rối ở Trung Đông và là tử địch của Israel. Trong cuộc chiến tranh Israel-Hamas nổ ra vào tháng 10 năm ngoái, Iran không chỉ cung cấp tiền mà còn giúp Hamas huấn luyện 500 binh sĩ và việc này lại rất công khai. Vậy làm sao Iran có sức mạnh lớn đến vậy để khuấy động tình hình Trung Đông? Bởi vì họ có tiền, có nhiều dầu mỏ nên việc bán dầu kiếm tiền rất dễ dàng. Đương nhiên, người Mỹ cũng biết điều này. Họ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt, ra thông báo trên khắp thế giới, nói rằng không ai trong các bạn được phép mua dầu của Iran. Nếu mua thì bạn là đồng minh của họ và tôi cũng sẽ trừng phạt bạn. Về phần Iran, quả thực sẽ khó khăn trong một thời gian dài. Nhưng một phương án đã nhanh chóng được tìm ra. Có hai quốc gia trên thế giới mà Mỹ không thể đối phó được, đó là Nga và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Iran đến trước cửa nhà họ và nói: "Nhà tôi nghèo đến nỗi không mở nồi nồi. Hai vị đại ca làm ơn mua giúp dầu của chúng tôi, đảm bảo giá thấp nhất thế giới." Tất nhiên là hai vị này đều sung sướng. Vì vậy, việc mua bán dầu ngầm bắt đầu bùng nổ. Bằng cách này, Iran vẫn tiếp tục tài trợ khủng bố. Vì vậy, Iran tuy là một nước nhỏ kín đáo, nhưng nếu thực sự động đến nó, sẽ lôi kéo các thế lực chủ yếu nhất của hai phe Đông và Tây là Mỹ, Nga và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều đáng sợ hơn nữa là Iran vẫn có công nghệ hạt nhân và nguyên liệu thô để chế tạo vũ khí hạt nhân, làm dầu uranium. Mặc dù nước này công khai nói rằng không có vũ khí hạt nhân, cũng công khai hứa hẹn không phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng không ai thực sự biết liệu nước này có đang bí mật làm việc này hay không. Nếu họ bị thúc ép mà thả bom hạt nhân thì toàn thế giới đều bị thiệt hại. Nhưng Parker nói rằng nếu ông Trump làm tổng thống, mọi chuyện sẽ không như vậy. Trump không thích chiến tranh, ông ấy sẽ nói rằng chiến tranh là dành cho kẻ thua cuộc. Trong chiến tranh không có người thắng cuộc, dù cuối cùng ai thua ai thắng thì mọi người đều là kẻ thua cuộc. Vậy Trump sẽ làm gì? Như chúng ta vừa phân tích, chiến tranh cần có tiền, là một doanh nhân thành công. Trump biết rất rõ điều này. Vì vậy, ông có thể sẽ lãnh đạo thế giới về mặt kinh tế, trấn áp các thế lực phụ diện và tà ác, cắt đứt nguồn tài nguyên của chúng và để địch nhân của mình suy kiệt. Ở phe phương Đông, bước sang năm 2024, Parker nhận thấy thị trường bất động sản Trung Quốc nguy cơ trùng trùng. Một khi nó sụp đổ thì nền kinh tế Trung Quốc sẽ sụp đổ toàn diện. Chuyện nhà mình giải quyết không nổi, chuyện nhà người e rằng muốn quản cũng rất khó. Về phía Nga, Parker đã dự ngôn cái chết của Putin vào năm ngoái. Vì vậy, thật khó để nói muốn đánh có đánh nổi hay không. Bất quản thế nào, chúng tôi thực tâm hy vọng rằng những dự ngôn này sẽ không thành hiện thực. Dự ngôn về Thế chiến thứ ba cũng vậy, bởi vì một khi cuộc chiến tranh nổ ra, rất có thể vũ khí hạt nhân sẽ được sử dụng. Đến lúc đó, tất cả chúng ta, chỉ cần còn sống trên trái đất, đều sẽ phải gánh chịu hậu quả. Parker còn đề cập rằng, năm 2024, thế giới sẽ hình thành hai liên minh lớn là Đông và Tây. Đồng thời, trái đất sẽ bước vào một kỷ nguyên trật tự mới được thiết lập bởi liên minh phương Đông. Họ sẽ dẫn dắt thế giới đến hòa bình và nhân vật quan trọng nhất của liên minh phương Đông là một chủng tộc mới. Parker không biết những con người mới này xuất hiện như thế nào, nhưng họ có sức hút không gì sánh được. Ông ấy đã cố gắng lý giải về họ, nhưng rất mơ hồ, chỉ biết rằng họ sẽ trở thành anh hùng giải cứu thế giới. Parker còn nhìn thấy một hiện tượng kỳ lạ dự báo điều gì đó. Đó là mặt trời sẽ sớm bị phân hủy, khiến phương Tây chìm vào bóng tối. Điều này không chỉ gây ra sự tan rã của xã hội, mà còn gây ra nhiều cuộc chiến. Nhưng điều kỳ lạ là một mặt trời mới lại xuất hiện ở phương Đông và tiếp tục thời đại phồn vinh. Có lẽ đây là công lao của những con người mới và việc họ giải cứu thế giới. Nhà tiên tri mù Baba Vanga. Bà là một trong những nhà tiên tri lỗi lạc nhất trong lịch sử nhân loại, với nhiều lời sấm truyền còn ứng nghiệm tới tận ngày nay. Bà Vanga đã đưa ra 5 lời tiên tri cho năm 2024, đều là những thay đổi mang tính hệ trọng nếu như trở thành sự thật. Thứ nhất là thảm họa thiên nhiên gia tăng, số lượng các cơn bão lũ, động đất
hỏa hoạn sẽ tăng nhanh chóng và gây ra nhiều thiệt hại lớn. Trong lời sấm truyền, bà cảnh báo về một trận động đất lớn sẽ xảy ra ở khu vực vành đai Thái Bình Dương trong năm 2024. Thứ hai là dự đoán về một giai đoạn khủng hoảng kinh tế quy mô lớn. Trong lời sấm của mình, bà viết rằng nó được tạo thành bởi nhiều yếu tố như căng thẳng địa chính trị và sự dịch chuyển quyền lực kinh tế từ Tây sang Đông. Thứ ba là y học tìm ra giải pháp cho bệnh ung thư. Đây là tín hiệu tươi sáng của nhân loại. Trong đó, điển hình là con người sẽ tìm ra phương pháp đánh bại bệnh ung thư trong năm 2024. Bên cạnh đó, một số bệnh khác như Alzheimer cũng sẽ có bước tiến lớn, mang lại hy vọng cho hàng triệu người. Thứ tư, bà Vanga dự đoán năm 2024 là năm chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của máy tính lượng tử và trí tuệ nhân tạo. Những cỗ máy có thể thực hiện được các phép tính và phân tích những dạng dữ liệu phức tạp với tốc độ không thể tưởng tượng. Cuối cùng là dầu mỏ bị thay thế bởi một ngành năng lượng mới. Đây nhiều khả năng là ngành năng lượng tái tạo dựa vào ánh sáng mặt trời, gió, mưa, thủy triều, sóng, địa nhiệt. Vậy lời tiên tri của bà Vanga chính xác đến đâu? Theo các tờ báo uy tín như Mirror, Guardian, India Times, những tiên tri của bà Vanga được đánh giá là đúng đến 85%. Trong quá khứ, bà Vanga từng dự đoán chính xác thảm kịch Chernobyl năm 1986, cái chết của công nương Diana năm 1997, sự kiện 11 tháng 9 ở Mỹ năm 2001, v.v. Thiếu Bính Ca của Lưu Ba Ôn. Thiếu Bính Ca dự ngôn về một thảm họa lửa từ trên trời. Ngọn lửa trời này cũng đã được nhắc đến trong nhiều lời tiên tri khác. Nó có phải là sao chổi từ trên trời rơi xuống không? Vào năm 1994, một sao chổi đi ngang qua trái đất và cuối cùng va vào sao mộc, khiến bề mặt sao mộc bị méo đi. Sao mộc lớn hơn trái đất hơn 1.000 lần. Nếu nó va vào trái đất thì chúng ta sẽ không may mắn sống sót đến ngày nay. 15 năm sau, vào năm 2009, một sao chổi lớn khác đến và cuối cùng đâm vào sao mộc, để lại một vết sẹo lớn như Thái Bình Dương. Các nhà thiên văn học cho biết, hai tác động này rất giống nhau. Vậy theo quy luật này, thì 15 năm nữa, vào năm 2024, liệu sẽ có thêm một sao chổi nữa hay không? Năm 2024 là năm con rồng. Nhiều tiên tri nói rằng, năm con rồng và con rắn sẽ có đại họa. Có người nói, chẳng phải hai sao chổi này đã bị sao mộc chặn lại sao? Trái đất của chúng ta được các vị thần phù hộ. Vụ lửa trời này có thể là một thảm họa khác. Vào tháng 10 năm nay, Hamas đã phóng hơn 5.000 tên lửa vào Israel chỉ trong vài phút. Mọi người đều bàng hoàng, có người tự hỏi liệu ngọn lửa trên trời đó có phải là một cuộc tấn công bằng tên lửa không? Hay còn cuộc chiến hạt nhân nào như ông Parker đề cập đến? Lưu Bao Ôn còn nói về một thời kỳ mà vạn tổ hạ thế, ngàn Phật giáng phàm, khắp trời tinh tú, La Hán chân nhân, đầy trời Bồ Tát, khó thoát kiếp nạn. Đó là Đức Phật tương lai truyền đạo ở hạ giới, tất cả chư Phật và chư Tổ trên trời và trên thế giới. Nếu không gặp con đường sợi dây vàng này, đều không thể thoát khỏi thảm họa này, bị cắt quả vị, thời mặt hậu 81 kiếp nạn đã bí mật đặt định. Như vậy, phải chăng là nói tất cả các vị thần trên trời đều xuống trần gian để chịu kiếp nạn? Nếu không vượt qua được kiếp nạn, họ có thể bị tước quả vị và sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. Cơ hội duy nhất là đi theo con đường sợi dây vàng. Theo các phân tích dự ngôn, từ vàng có thể hiểu là Phật Pháp do Đức Phật Di Lặc truyền. Tức là nếu đi theo Đức Phật Di Lặc thì chư thiên, chư Phật xuống chịu kiếp nạn đều có thể trở về thiên quốc. Điều này nghe có vẻ rất kỳ diệu. Cũng như ông Parker cũng nói đến điều rất lạ bên trên, rằng trái đất sẽ bước vào một kỷ nguyên trật tự mới được thiết lập bởi Liên minh Phương Đông. Họ sẽ dẫn dắt thế giới đến hòa bình. Parker không biết những con người mới này xuất hiện như thế nào, nhưng họ có sức hút không gì sánh được. Ông ấy đã cố gắng lý giải về họ, nhưng rất mơ hồ, chỉ biết rằng họ sẽ trở thành anh hùng giải cứu thế giới. Ông Parker nói rằng, là một nhà ngoại cảm, tôi chỉ đi theo một quỹ đạo để đưa ra những dự đoán, nhưng tương lai có thể thay đổi do ý chí của con người. Một nền tâm linh mới sẽ xuất hiện trong nhân loại, vượt lên trên mọi tôn giáo và nó cung cấp cho chúng ta những quy tắc đạo đức, nhưng đòi hỏi sự thức tỉnh của toàn thế giới. Đây là một ân huệ lớn sau khi thịnh vượng và chúng ta sẽ có trình độ nhận thức cao hơn.
đối với những lời tiên đoán của ông Parker, bà Vanga hay tiên tri cổ xưa của Lưu Bá Ôn trong video này, chúng ta hãy xem đó như một lời cảnh báo để đề phòng, bởi sống hướng đến những điều chân chính, quay trở về văn hóa truyền thống và tín ngưỡng thần Phật là những điều mà các nhà tiên tri mong mỏi truyền đạt, cũng là điều cốt yếu mà nhân loại cần nắm bắt. Video đến đây xin được khép lại, hy vọng đã mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích. Nếu thấy chương trình ý nghĩa, hãy ấn like và chia sẻ video cho bạn bè mình được biết, cũng như đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương trình mới nhất nhé. Còn bây giờ, Minh Đức xin chào và hẹn gặp lại.